Xin chào các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách để mà đăng xuất cái tài khoản Messenger của các bạn ra khỏi điện thoại, cũng như là gỡ cái tài khoản Messenger của các bạn ra khỏi cái chiếc điện thoại của các bạn nhé. Rồi thì đầu tiên mình sẽ bấm vào trong Messenger này. Thì ở trong cái phần Messenger này thì nó sẽ không có cái phần đăng xuất tài khoản Messenger nhé. Để mà đăng xuất được tài khoản Messenger ra khỏi điện thoại thì bắt buộc các bạn sẽ phải dùng Facebook thì mới đăng xuất được ra. Rồi mình sẽ thoát ra ngoài. Đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cho mình ứng dụng Facebook. Rồi khi mà các bạn bấm vào trong ứng dụng Facebook của các bạn rồi, tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cho mình, đó chính là cái dấu ba gạch ở đây, ba gạch menu, các bạn bấm vào. Rồi ở đây thì các bạn bấm luôn một cái bánh răng cài đặt cho nhanh nhé. Ở đây mình bấm bánh răng cài đặt cho nhanh ở cái phần tìm kiếm này. Có bánh răng cài đặt, các bạn nhấp vào. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cho mình đến cái phần mật khẩu và bảo mật. Đây là cách 1 nhé, mật khẩu và bảo mật. Rồi, thì ở đây này, khi mà các bạn nhấp vào cái phần mật khẩu và bảo mật rồi thì các bạn sẽ để ý cho mình đến cái phần là nơi bạn đăng nhập nhé. Thì các bạn sẽ bấm vào chữ xem thêm, xem tất cả này, các bạn bấm vào. Rồi, thì ở đây là cái những cái điện thoại mà các bạn đã đăng nhập vào trong cái tài khoản Facebook này cũng như đăng nhập vào trong Messenger. Thì để mà xóa thì các bạn có thể là nhấp vào đây, rồi các bạn bấm vào đăng xuất lẻ cũng được, hoặc là các bạn có thể là kéo xuống bên dưới này. Đó, các bạn có thể là bấm cái chữ là đăng xuất khỏi tất cả thì tất cả những cái điện thoại ở đây sẽ bị đăng xuất nha. Rồi mình sẽ bấm vào đăng xuất khỏi tất cả. Rồi bạn đang tương tác dưới tên Hùng. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ bấm cái chữ đăng xuất nhé. Thì ở đây các bạn lưu ý nhé, rằng khi mà các bạn đã đăng xuất hết cái tài khoản trong máy của các bạn ra thì các bạn phải nhớ mật khẩu của tài khoản Facebook của các bạn nhé, để các bạn còn đăng nhập lại nhé. Rồi chúng ta bấm vào nút đăng xuất. Rồi và hiện tại thì mình đã đăng xuất ra rồi, thì nó sẽ ra như thế này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ quay ra ngoài, quay ra ngoài, quay ra ngoài, quay ra ngoài, quay ra ngoài. Các bạn sẽ bấm vào cho mình cái phần dấu ba gạch ở đây nhé. Rồi các bạn kéo xuống kịch kim, các bạn bấm vào chữ đăng xuất cho mình. Các bạn bấm vào chữ đăng xuất. Rồi thì ở đây có trường hợp nhé, các bạn bấm vào chữ đăng nhập thì nó sẽ đăng nhập thẳng vào trong tài khoản Facebook của các bạn luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ phải đăng xuất nốt cái tài khoản Facebook ra nhé, bằng cách bấm vào nút cài đặt ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần gỡ trang cá nhân ra khỏi cái chiếc điện thoại của các bạn, bấm vào gỡ trang cá nhân. Rồi đây các bạn sẽ đọc qua nhé, và các bạn bấm vào cái phần xóa gỡ. Rồi đây, đã gỡ Hùng khỏi thiết bị này. Rồi, đó. Rồi và hiện tại thì mình đã đăng xuất cái tài khoản Facebook của mình ra, cũng như là mình, các bạn phải làm đúng như mình thì mới có thể là đăng xuất nốt được cái Messenger nhé. Rồi, đó. Rồi thì ở đây các bạn sẽ bấm vào cho mình vào lại Messenger này. Rồi đây, thì nó sẽ nói là phiên bản đã hết hạn, vui lòng đăng nhập lại. Thì các bạn sẽ bấm trên đồng ý này. Đó, vậy là mình đã đăng xuất được cái Messenger này ra khỏi chiếc điện thoại của mình. Bây giờ nếu mà muốn đăng nhập lại thì phải bấm vào chữ đăng nhập. Và ở đây các bạn thấy là các bạn phải biết được cái mật khẩu của bạn thì các bạn mới có thể là đăng nhập được vào nhé. Rồi, nếu như mà các bạn muốn kỹ hơn thì các bạn sẽ bấm vào Messenger, bấm vào giữ chặt này. Ở đây thì iPhone thì nó sẽ không xóa được dữ liệu nha. iPhone thì chỉ cần xóa app đi luôn là được. Các bạn bấm vào chữ Y. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần lưu trữ ở trên Samsung sẽ là lưu trữ nhé. Ở trên máy khác là bộ nhớ hoặc là dữ liệu gì đó. Thì mình bấm vào lưu trữ này. Mình sẽ bấm vào xóa dữ liệu, bấm vào xóa. Rồi, đó. Thì các bạn cũng có thể là xóa dữ liệu của Messenger rồi đó, rồi các bạn vào lại. Xong rồi đó. Thì bây giờ mình đã đăng xuất được cái Messenger này ra khỏi cái điện thoại của mình nhé. Cũng như là nó sẽ không còn lưu một cái thông tin gì nữa. Rồi, thì bây giờ sẽ qua iPhone nhé. Mình đã hướng dẫn cách 1 ở trên Android rồi. Rồi đây là cách 2. Cách 2 thì mình thông báo với các bạn nhé, rằng nó cũng chả khác cách 1 mấy đâu, nó chỉ khác về cái tài khoản thôi. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào cho mình. Đây, hiện tại thì mình đang làm Messenger này. Đó, ok. Rồi, thì mình sẽ bấm vào Facebook. Và hiện tại thì mình sẽ bấm vào phần menu. Mình sẽ đăng xuất Messenger của tài khoản Lưu Gia Huy này ra nhé. Thì mình sẽ bấm vào bánh răng cài đặt này. Rồi ở đây mình sẽ bấm vào cái phần mật khẩu và bảo mật nhé. Các bạn nhấp vào mật khẩu và bảo mật. Ngoài ra thì các bạn có thể là bấm vào cái kính lúp ở đây tìm cái chữ mật khẩu và bảo mật cũng được nhé, nếu mà không tìm thấy ở bên ngoài. Các bạn bấm vào. Ở đây các bạn sẽ bấm vào cái phần đó chính là mật khẩu và bảo mật tiếp này. Các bạn sẽ bấm vào cái phần đó chính là nơi bạn đăng nhập. Bấm vào nơi bạn đăng nhập. Rồi các bạn sẽ bấm vào tài khoản Facebook của các bạn.
Rồi các bạn sẽ bấm cái phần đó chính là chọn thiết bị để đăng xuất. Các bạn sẽ bấm vào đây. Hoặc là nếu mà nhiều quá thì các bạn bấm vào chọn tất cả nha. Rồi các bạn bấm vào đăng xuất đây. Bấm vào đăng xuất. Đó rồi, bạn đã đăng xuất thành công khỏi tất cả các thiết bị rồi. Sau khi mà bạn đăng xuất xong thì các bạn thoát ra ngoài. Đó, các bạn thoát ra ngoài. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ bấm cái phần menu nhé. Rồi các bạn kéo xuống phía bên dưới, có chữ đăng xuất, các bạn bấm vào đăng xuất đây. Bấm vào đăng xuất. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là xóa cái tài khoản có tên là Lưu Gia Thuy này ra này. Thì mình sẽ bấm cái bánh răng cài đặt ở đây nhé. Mình sẽ bấm vào tài khoản Lưu Gia Thuy. Mình sẽ bấm vào cái phần gỡ trang cá nhân. Mình sẽ bấm vào xóa. Rồi đây, đã gỡ Lưu Gia Thuy trên khỏi thiết bị này. Thì bây giờ mình sẽ vào lại trong cái phần Messenger nhé. Cái Messenger của tài khoản Lưu Gia Thuy đó. Thì cái Messenger này của Lưu Gia Thuy là mình bấm lại. Thì bây giờ bắt buộc là mình sẽ phải có mật khẩu thì mình mới có thể là đăng nhập lại được nhé. Ngoài ra nếu như mà các bạn muốn xóa hết cái thông tin của cái tài khoản Lưu Gia Thuy này này thì các bạn có thể là xóa Messenger và tải lại một lần nữa. Thì tài khoản Lưu Gia Thuy của mình bây giờ bấm vào thì nó phải có mật khẩu rồi thì nó mới có thể đăng nhập vào trong Messenger nhé. Rồi trong video này mình hướng dẫn các bạn hai cách để mà đăng xuất Messenger ra khỏi điện thoại cũng như là gỡ tài khoản Messenger ra khỏi điện thoại của các bạn. Các bạn có thể là làm theo ở trên điện thoại Android hay là điện thoại iPhone thì nó đều giống như nhau nhé. Rồi các bạn thích video này của mình, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh MRX Mobile. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.